Nam mô A Di Đà Phật. 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 Về Tây phương có A Di Đà, ở cõi đấy có Phật Thích Ca. Phật hãy nữa phát tâm là độ dân chúng nơi ta bà, về bên cõi A Di Đà. Cảnh quang cõi A Di Đà, ngọc lưu ly xoay hành lang, dùng châu lưới bao quanh nhà, hàng cây bao rung là đà, đường đi cũng chân sầu ngà. Hồ ao có sen bằng vàng, tòa tư hóa ra hào hoa, màu sen trắng xanh hay vàng, hào quang sáng lên muôn ngàn, để gian đón dân ta bà. Coi đây trôi lên nhà trời, người được nghe với sầu vơi, hạt mưa xuống đơm quá trời, tỏ hướng đến thơm cho đời, người nghe sẽ an buồn đời. Mỗi khi gió lai cây cây, tạo ra tiếng âm thật thân, dài dần trống nên tu hành, hãy tinh tấn cho chuyện cần, và tâm được mau diệm thời. Phật xưa có ra lời thề, mở rộng thêm bắn là quê, dây ai đã mong sanh về, thì nên chớ tâm si mê, Phật giang đón đưa ta về. Còi tay ấy không luân hồi, dạy người ơi mau về thôi, niềm thông suốt khi đi ngồi, để phiền não không đâm chồi, tòa sen bao ta lên ngồi. Này ta hãy mau niệm Phật, để nghiệp duyên không trồng chớ, chân gian giống không chân thành, thì sao hãy không niệm Phật, niệm danh được Di Đà Phật. Người ơi hỏi mau tên lòng, đừng để cho tâm chạy rau, vì con đam mê danh vọng, từ sanh ấy luôn quay vòng, lạc bàn nữa không sanh đâu. Nguyện cho những ai niệm Phật, đường thân thế luôn bình an, đường tâm ý luôn thanh nhàn, dường dáng khó trong muôn ngàn, lòng phiền nào mau phải tan. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Phật, Nam Mô A Di Đà 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 Phật.